Xin chào anh Thái Long và xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay em sẽ test một cái mạch chống hú của mic không dây. Thì sản phẩm này bên em nó bán với giá hiện tại là 370.000. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo như trên tên đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào sen đỏ Shopee để đặt hàng. Shopee mình hiện tại đang có hai cái tên là Linh Kiện 789 hoặc Mèo Vật 789 đấy. Và khi các bạn mua sản phẩm, nó sẽ bao gồm một cái mạch chống hú và một cái giắc cắm 4 chân như thế này. Rồi. Và hiện tại thì em đang kết nối cho cái nguồn 12V 1A để cho cái mạch chống hú và cái mạch thu mic không dây này nó hoạt động. Và em kết nối vào một cái mạch mic ra một cái mạch khuếch đại mono 100W ra để ra cho ra loa. Thì trước khi vào test sản phẩm thì em nghe qua về cách đấu nối của cái mạch chống hú này. Trước tiên là về cái chân dưới cùng 7 đến 12V. Thì đây em tháo ra luôn. Đây. Chân dưới cùng từ 7 đến 12V. Anh đấu vào cái nguồn dư nguồn từ 7 đến 12V nhé. Thứ hai là chân GND. GND thì cũng là chân âm nguồn, đồng thời cũng là luôn chân âm của tín hiệu. Thì anh nối vào cái chân âm của jack 6 ly và cũng là chân âm của tín hiệu ra luôn. Tín hiệu ra của mic không dây ấy. Mạch mic không dây. Tiếp theo đến chân out. Chân out ra thì anh nên đấu vào cái chân dương của jack 6 ly. Chân in thì anh lại nối từ cái dương tín hiệu out ra của cái mạch mic không dây vào chân in của cái mạch chống hú này nhá. Đấy, sơ đồ nguyên lý của làm việc của nó là chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ em sẽ kết nối với cái mạch chống hú này để test sản phẩm cho anh. Kết nối này, rồi. Ok, bây giờ em sẽ mic này, đèn sáng này. Và khi chúng ta rút cái mic này ra, rút cái jack này ra là không có cái không, nói chung là không hát được. Đây em nói alo 1 2 3 4, alo 1 2, alo 1 2 3 4 5 6. Và để chứng minh cho đang kết nối với cái mạch này, bây giờ em sẽ rút cái mạch này ra. Đây, rút ra. Rồi em rút ra rồi nhá. Cái mạch này để ra này. Đây. Alo, 1, 2. Đấy, như vậy là không được nhá. Bây giờ em sẽ kết nối lại. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Alo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Rồi bây giờ là như vậy là đã xong về cái phần mạch chống hú. Và chứng minh luôn là từ cái mạch mic này đang nối với cái mạch chống hú. Đây. Đang nối ngay vào cái nguồn 12V 1A. Rồi cho vào cái chân jack 6 ly. Cắm vào cái mạch mic để cho nó ra cái mạch khuếch đại. À, cái mạch công suất 100W mono. Và thì cái nào cũng vậy rồi. Cho cái mạch chống hú vào thì cái giọng của chúng ta hơi bị méo một chút nhá. Không có tròn tiếng được giống như là một mình mạch mic này đâu. Đây bây giờ em sẽ rút ra. Rút ra. Các bạn nghe nên đeo tai nghe để nghe rõ từng cái âm sắc. Thì nên hơn. Đây như vậy là em nổ ra này. Kết nối với mạch mic luôn này.
Đây, đèn sáng luôn. À, hình sáng, đèn sáng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đấy là cái đấu mình mạch mây không. Bây giờ sẽ nối với lại mạch chống hố. Rồi, đèn sáng luôn. À, chưa cắm cái jack sau ly này vào. 1, 2, 3, 4. Đấy, như vậy là có hơi hơi chút xíu về cái méo mắt giọng tím của mình nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Đấy, như vậy là hơi hơi có một chút về cái sự méo tím nhá. Và bây giờ mình sẽ tháo ra, rút luôn nguồn để mình có ký hiệu đóng hàng gửi hàng lại cho anh đấu nối để sử dụng nhé. Đây, đây là ký hiệu sản phẩm của anh. Và xin cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.